Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi. Tập 425. Thần Đạo Đan Tôn chương 4249. Ngươi là nô, ta là chủ. Điện hạ, Đường Nghiêm vội vàng ngăn cản. Hắn giang hai tay ra và nói, Lăng Hàn là bằng hữu của ta, giữa các ngươi có hiểu lầm gì hay sao? Bằng hữu của ngươi? Ánh mắt Mạnh Dương Thành lóe sáng, hắn tràn ngập hoài nghi. Lúc trước Lăng Hàn cướp đoạt cơ duyên của hắn, chẳng lẽ là nghe Đường Nghiêm sai xử? Nếu không, một tiểu nhân vật chưa từng nghe tên lại dám xuất thủ cướp cơ duyên của mình. Hơn nữa, trừ gia tộc có nội tình như Đường gia, Lăng Hàn làm sao có thể tìm ra di tích? Đường Nghiêm, ngươi thật to gan, dám đối địch với thiên gia. Hắn lạnh lùng nói. Đường Nghiêm mờ mịt, điện hạ, ngươi có ý gì? Có ý tứ gì? Mạnh Dương Thành cười lạnh, nói, toàn bộ cầm xuống. Tiểu hầu gia thì như thế nào, chỉ cần dám đối địch với Mạnh gia, tất cả chỉ là pháo hôi mà thôi. Lăng Hàn cười lắc đầu, Đường Nghiêm, việc này không quan hệ gì với ngươi, ta tới. Đường Nghiêm không muốn như thế, không phải hắn không tin thực lực Lăng Hàn, chính bởi vì Lăng Hàn cường đại, cho nên muốn ngăn cản. Bằng không vừa đánh nhau, Lăng Hàn khẳng định gặp rắc rối, đợi chút nữa lão tôn giả giết tới, Mạnh Dương Thành đi cáo trạng, hắn còn đấu thế nào? Nhưng Lăng Hàn đẩy hắn ra, Đường Nghiêm cũng chỉ có thể nhường đường. Lão Thái tiến lên, hắn vừa tiến lên vừa phóng thích khí tức cường đại, hơn nữa hắn muốn dùng tu vi chú đỉnh cảnh áp chế Lăng Hàn. Tiên đồ cửu giai, mỗi một tiểu cảnh giới sinh ra chênh lệch cực lớn, huống chi là đại cảnh giới. Cấp độ sinh mệnh của ta cao hơn ngươi, nghiền ép ngươi, cho dù ngươi phục hay không phục, ngươi phải quỳ xuống cho ta. Đương nhiên, hắn tính lầm, đừng nói áp chế Lăng Hàn, chỉ cần Lăng Hàn vận dụng tiên đỉnh, đối phương sẽ run rẩy và quỳ xuống. Mạnh Dương Thành, ngươi muốn chết hay sao? Lăng Hàn nói. Mạnh Dương Thành cười lạnh, không biết điều. Lão Thái, ngươi còn sững sờ cái gì? Lão Thái kinh ngạc, hắn đã phóng thích khí tức chú đỉnh trấn áp Lăng Hàn, tại sao đối phương lại không có việc gì? Nhưng bị Mạnh Dương Thành thúc giục như thế, hắn cũng không có thời gian theo đuổi đến cùng. Lúc này thả người bay lên, hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn. Ầm. Hắn nhảy lên, lại thấy Lăng Hàn đá một cước, lão Thái lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hắn đâm vào vách núi, tạp tạp tạp, dùng hắn làm trung tâm. Trên vách núi đá xuất hiện đầy vết rạn, sau đó âm thanh vỡ vụn vang lên, thân thể hắn lõm xuống, lún sâu vào nham thạch khoảng 2 mét. Sau đó, hắn mới nghiêng người về phía trước, hắn té lăn trên đất, sau lưng lưu lại cái hố rất lớn. Ở trung tâm còn có một bãi máu tươi. Móa. Thấy cảnh này, năm người Mạnh Dương Thành không dám tin nổi. Gia hỏa này chính là trúc cơ. Tuyệt đối không thể. Mạnh Dương Thành nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hắn cười lạnh, thì ra ngươi bước vào chú đỉnh. Việc này cũng giải thích Lăng Hàn cường đại, cũng làm người ta chấn kinh, bởi vì mới trôi qua mấy tháng, Lăng Hàn đã tiến thêm một đại cảnh giới, đây là việc không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn không nói, Mạnh Dương Thành ngoắc ngoắc ngón tay, lần này hắn sẽ không cho đối phương cơ hội bỏ chạy. Lão Trần, Lão Vân, các ngươi cùng tiến lên. Mạnh Dương Thành nói. Đánh bại Lão Thái tính là gì? Lão Thái chỉ là chú đỉnh yếu nhất trong đội ngũ của hắn, nhưng Lão Trần và Lão Vân đều là địa đỉnh. Hai người này liên thủ cũng chiếm ưu thế về cảnh giới, chẳng lẽ còn bắt không được một tên nhân đỉnh sao? Vâng, điện hạ. Lại có hai tên người nam tử trung niên đi ra. Bọn họ là tài phú chân chính của Mạnh Dương Thành, dù sao bản thân Mạnh Dương Thành cũng là chú đỉnh. Tu vi không đủ, nắm giữ tài nguyên trong tay cũng không đủ, không có khả năng có cường giả sinh đan cảnh đầu nhập vào. Hai người này một trái một phải và bọc đánh Lăng Hàn. Chết! Hai người đồng thời chất vấn, một người vung hỏa diễm đao, một người đánh ra thiểm điện kiếm, năng lượng. Tầng thứ cao sôi trào, núi đá gần đó tan vỡ. Thân thể Lăng Hàn hơi động, xèo. Hắn bay nhanh như ánh sáng, dùng một cước đạp vào người Lão Trần, sau đó hắn lại đá một cước, Lão Vân cũng bay ra ngoài. Bành! Bành! Hai người trước sau đều theo chân Lão Thái, đều bị đạp lõm vào vách núi, thậm chí vết lõm còn sâu hơn cả Lão Thái. Bọn họ trước sau lõm vào thân Lão Thái, ba người lõm vào cùng một chỗ, tất cả bọn họ đều hèn mọn. Vậy mà, không có người nào chú ý đám người Lão Thái, cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Làm sao có thể? Mạnh Dương Thành cắn răng, vì sao lại có nhân đỉnh cường đại như thế? Chẳng lẽ, Lăng Hàn là trúc cơ vô địch, chú đỉnh cũng có thể như vậy?
Mạnh Dương Thành hối hận, sớm biết Lăng Hàn cường đại như vậy, hắn không nên bảo từng người lão thái tiến lên, mà là tạo thành trận pháp, sau đó quán trú lực lượng của bọn họ vào bọn họ. Nhưng bây giờ ba người đã mất đi ý thức, còn thừa lại hai người, làm sao bọn họ chịu nổi? Tốt, xem như ngươi lợi hại. Hắn lựa chọn tạm thời cúi đầu, chỉ cần lão tổ tông giết tới, hắn sẽ lập tức đi cáo trạng. Lăng Hàn bật cười, Mạnh Dương Thành, ngươi là trẻ con 3 tuổi sao, ý nghĩ ngây thơ như vậy. Ngươi cho rằng, nói một câu xem như ngươi lợi hại thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Cho dù thế nào cũng phải bạo cúc. Đại Hắc Cẩu nói chen vào, lâu như vậy không nói câu nào đã làm nó nín chết. Lăng Hàn im lặng, xoay đầu lại nói với Đại Hắc Cẩu, khí chàng của ta vừa rồi rất đủ, ngươi nói chuyện như thế, trực tiếp kéo vị trí của ta xuống thấp như ngươi, ta làm sao nói tiếp? Gâu, tiểu tử ngươi giả vờ cái gì mà giả vờ, cẩn thận bị sét đánh. Đại Hắc Cẩu làm ra vẻ mặt ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn nói với Mạnh Dương Thành, thật có lỗi, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nói đến muốn bạo cúc của hắn, Đại Hắc Cẩu tiếp tục, nói, Lăng Hàn, ngươi đủ chưa? Mạnh Dương Thành giống to, ngươi là thần, ta là quân, ngươi là nô, ta là chủ, ngươi dám đụng đến ta chính là đại nghịch bất đạo. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt Đường Nghiêm thay đổi. Trong mắt người nhà họ Mạnh, những thần tử như bọn họ chính là nô lệ hay sao? Cùng ta cùng tiến lên. Mạnh Dương Thành quyết định liều một phen, hắn nói với hai tên thủ hạ còn sót lại. Hai người kia chỉ có thể liều mạng theo Mạnh Dương Thành, đều gật đầu. Ba người cùng giết tới, Mạnh Dương Thành làm chủ đạo, uy thế của hắn rất kinh người. Mạnh Dương Thành vẫn còn có chút lực lượng, bởi vì khác biệt với lần chiến đấu trong di tích Phật tộc, trên người hắn có thật nhiều pháp bảo lợi hại có thể sử dụng, đây mới là nội tình của Hoàng Chữ. Đi! Hắn hét lớn một tiếng, mi tâm vỡ ra, một thanh ngân kiếm bay ra ngoài, cũng lao nhanh về phía Lăng Hàn. Pháp khí niệm lực. Chỉ trong nháy mắt pháp khí đã bay đi với tốc độ hơn 20 lần vận tốc âm thanh, nó lại không phát ra chút tiếng động nào, bởi vì tốc độ của nó vượt xa vận tốc âm thanh. Lăng Hàn cũng có pháp khí niệm lực, đương nhiên hắn sẽ không chủ quan, hắn vội vàng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, từng tia hỗn độn khí rũ xuống, cũng bao phủ bọn họ vào trong. Bành, ngân kiếm đánh tới, đánh vào hỗn độn khí phía dưới, chẳng những không thể đánh xuyên qua, ngược lại còn bị ép xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4250, giết thì giết. Mạnh Dương Thành không tưởng tượng nổi, đồng thời là bảo khí, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy? Phải biết, hắn đang vận dụng pháp khí niệm lực. Trong tình huống đẳng cấp tương đương nhau, khẳng định phải là pháp khí niệm lực mạnh hơn, nếu không, vật liệu niệm lực cũng không đắt như vậy, hơn nữa có tiền mà không mua được. Gặp quỷ rồi, Lăng Hàn lại cảm thấy thất vọng, quá yếu mà, không thể ngăn nổi hỗn độn khí. Sớm biết có uy lực như thế, hắn trực tiếp sử dụng nắm đấm oanh kích, thậm chí canh kim kiếm khí trong bụng hắn còn không kém pháp khí niệm lực của đối phương. Ai, ta quá xem trọng ngươi. Hắn lắc đầu. Bành bành bành, ba người Mạnh Dương Thành công kích tới, nhưng không có một người nào có thể oanh phá hỗn độn khí. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, thản nhiên nói, Mạnh Dương Thành, ngươi muốn đối phó ta. Có thể quang minh chính đại đến gặp ta, ta cũng kính ngươi là một nhân vật, nhưng ngươi lại dùng ám chiêu, ha ha, ta xem thường ngươi. Ngươi biết. Mạnh Dương Thành kinh ngạc, hắn làm chuyện này vô cùng bí ẩn, thân phận cùng địa vị Lăng Hàn không có khả năng phát hiện ra hắn sai sử. Đường Nghiêm, hắn nghĩ tới, nếu như Đường Nghiêm nhúng tay vào, hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện sự tồn tại của hắn. Ghê tởm, quá ghê tởm. Chờ đó, chỉ cần hắn gặp được lão tổ tông, nhất định phải giết Lăng Hàn, mà Đường Nghiêm, thậm chí Đường gia còn không thèm đếm xỉa tới. Người đang làm, trời đang nhìn. Lăng Hàn lắc đầu, nói, nhân phẩm của ngươi quá kém, cho dù đến hiện tại cũng đang nghĩ đâm sau lưng người khác như thế nào, ha ha, ta lười nói nhảm với ngươi, ngươi lên đường đi. Hắn bộc phát sát cơ. Mạnh Dương Thành kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi dám. Đường Nghiêm cũng giật mình, Lăng Hàn muốn giết Mạnh Dương Thành. Ê, ngươi quá to gan lớn mật. Một khi tin tức lộ ra ngoài, đây chính là con đường chết, thậm chí là chém đầu cả nhà. Lăng Hàn, ngươi không nên vọng động. Đường Nghiêm vội vàng nói, không quan trọng song phương có hiểu lầm, cừu hận gì, hắn có thể dùng thân phận Đường gia để hòa giải.
Nhưng một khi Mạnh Dương Thành bị Lăng Hàn giết chết, Lăng Hàn sẽ biến thành tử địch của Mạnh gia, không chết không thôi. Lăng Hàn mỉm cười, người Mạnh gia không có gì phi thường cả, giết thì giết, có gì phải sợ. Đúng đấy, giết thì giết. Đại Hắc Cẩu kêu gào. Lăng Hàn, Đường Nghiêm còn muốn khuyên bảo, bởi vì đây là đại sự kinh thiên. Nhưng Lăng Hàn không cho hắn cơ hội, hắn dùng một quyền oanh sát Mạnh Dương Thành. Lần này, hắn không còn cơ hội đào tẩu. Đường Nghiêm do dự, đột nhiên hắn xuất thủ. Đương nhiên không phải nhằm vào Lăng Hàn, mà là giết 5 tên thủ hạ của Mạnh Dương Thành. Chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, hắn nói. Quả quyết, Đại Hắc Cẩu cọ cọ móng vuốt. Lăng Hàn cũng âm thầm gật đầu, hắn cười cười, nói, ngươi sẽ không trách ta kéo ngươi xuống nước. Đường Nghiêm nhún vai, có biện pháp gì hay sao? Lăng Hàn vỗ vỗ vai hắn, nếu như ta nói cho ngươi, có khả năng lão tôn giả của Mạnh gia bị người ta giết, ngươi có cảm tưởng gì không? Cái gì? Đường Nghiêm kinh hãi, đó là một vị tôn giả đấy, đó là tồn tại cường đại thế nào? Trong tinh không, đã có gần ngàn vạn năm chưa từng sinh ra tổ vương, có thể nói, thánh nhân chính là chiến lực mạnh nhất, nhưng tìm khắp trong tinh không có mấy người trở thành thánh nhân. Bởi vậy, hàm kim lượng của tôn giả rất cao, nhất là trong tinh vực này, hắn vô địch tuyệt đối. Nếu không phải cố kỵ tôn giả Mạnh gia, thế công của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ ôn nhu như vậy. Lại nói, nếu không phải tôn giả Mạnh gia trọng thương, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ không dám động binh. Hiện tại Lăng Hàn lại nói Mạnh gia tôn giả khả năng bị giết, cái này khiến hắn tin tưởng thế nào? Chờ xem, ta cảm thấy Ảnh Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên công chiếm Phú Kim Tinh chính là vì dẫn tôn giả Mạnh gia xuất hiện, sau đó bố trí bẫy dập giết hắn. Lăng Hàn nói, hắn cũng không nói mình nhìn thấy đồ vật không nên nhìn thấy. Đường Nghiêm nghiêm túc nhìn hắn, ngươi nắm chắc mấy thành? 9 thành. Lăng Hàn gật đầu, hắn vẫn lưu lại một ít chỗ trống. Đường Nghiêm không thể không nghiêm túc suy nghĩ tới khả năng này. Mạnh gia hiện tại không có biện pháp nào khác. Một khi lão tôn giả Mạnh gia chết đi, không cần chờ tới. Khi Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn, toàn bộ Hoàng Triều sẽ sụp đổ ngay lập tức. Bởi vì Mạnh gia cũng chỉ có một cường giả cấp giáo chủ, trong thế lực cấp giáo chủ cần có 2-3 tồn tại như vậy. Trong tình huống như thế, Mạnh gia đã xong đời, Lăng Hàn giết Mạnh Dương Thành chỉ là việc nhỏ, không có ai chú ý tới việc này. Ta phải lập tức thông chi gia tộc làm tốt chuẩn bị ứng biến. Đường Nghiêm nói rất nghiêm túc. Lăng Hàn gật đầu, Đường gia là sủng thần của Hoàng Triều Mạnh gia, nhưng cũng chính vì như thế, một khi Mạnh gia suy sụp, Đường gia cũng đứng mũi chịu sào, bị đả kích rất lớn. Đường Nghiêm thông qua tinh võng báo cáo tin tức cho gia tộc, còn gia tộc chuẩn bị như thế nào, việc này nằm ngoài tầm tay của hắn. Làm sao bây giờ? Hắn hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, đầu tiên phải trốn sang nơi khác, vừa rồi chúng ta đánh một trận, có thể sẽ dẫn truy binh tới. Về sau, phải nhìn lão tôn giả Mạnh gia có thể vượt qua một kiếp này hay không. Ta vẫn là không tin, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều có lá gan lớn như vậy, lại dám đánh lén một vị tôn giả. Đường Nghiêm vẫn ngây ngốc. Tôn giả đấy, đó là tồn tại cỡ nào? Một bàn tay đánh xuống, đại năng cấp giáo chủ cũng bị tát chết tại chỗ. Lăng Hàn mỉm cười. Cho dù lão tôn giả trọng thương, chiến lực giảm lớn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù không giao thủ nhiều năm, nhưng thế lực cấp giáo chủ muốn giết hắn cũng là việc khó khăn. Đường Nghiêm đang phân tích, hắn càng nghĩ càng không có khả năng. Đi, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm vài ngày là đủ. Lăng Hàn lôi kéo Đường Nghiêm chạy đi. Hai người tìm nơi nấp kỹ lấy tránh né truy binh. Qua nửa ngày sau, bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên lại cảm thấy thiên địa chấn động. Tình huống như thế nào? Bọn họ rời khỏi nơi ẩn thân, trên bầu trời xa xa có tia sáng chói mắt sinh ra, có một bóng người đỉnh thiên lập địa, cao lớn đến mức không cách nào miêu tả, toàn thân hắn tỏa ra kim quang sáng ngời giống như một thần linh, nhưng ngực hắn phun máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương. Người này quá lớn, có lẽ không nhỏ hơn so với Phú Kim Tinh bao nhiêu, xung quanh người hắn có một ít người đang vây công. Có nhiều loại pháp khí đang phát uy, mỗi một đạo đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều là người thông minh, lập tức đoán ra bóng người cao lớn không gì sánh kịp kia chính là lão tôn giả Mạnh gia, hắn đang bị người Ảnh Nguyệt Hoàng Triều vây công. Tình thế không ổn. Đường Nghiêm cau mày, từ lập trường của hắn tự nhiên không hy vọng Mạnh gia rơi đài. Nhưng nhìn dáng vẻ của lão tôn giả Mạnh gia, hiển nhiên hắn đã bị thương nặng, tình thế vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn lại biết lão tôn giả Mạnh gia vừa ra khỏi truyền tống trận, khẳng định đã bị hung thương đánh một kích thảm thiết, khẳng định đã đánh trúng hắn,
cho nên hắn mới không ngừng chảy máu. Vấn đề hiện tại chính là lão Tôn giả mạnh ra có thể giết ra một con đường máu hay không? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4251, Giết Tôn. Trong tinh không, huyết chiến đang diễn ra. Một tên tôn giả vốn bị thương nặng, hơn nữa còn bị ám toán, hắn lại trọng thương lần nữa. Nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh đến mức đáng sợ, có tư thế hùng sư sắp chết, không phải mấy con sói có thể tùy ý khi dễ. Oanh, hắn đánh ra một quyền hủy thiên diệt địa. Hiện tại lão tôn giả mạnh ra to như tinh thể, lực lượng cũng lớn đến mức đáng sợ. Nếu không phải bị những cường giả cấp giáo chủ cản lại, chỉ sợ không cần mấy chiêu, viên tinh thể này đã bị hắn đánh nổ tung. Cũng chính vì như thế, lão tôn giả mới có thể kéo dài hơi tàn. Nói ra thật châm chọc, Phú Kim Tinh rõ ràng thuộc về Thanh Long Hoàng Triều, nhưng lão tôn giả mạnh ra lại muốn dùng đánh nổ. Tinh thể này uy hiếp, từ đó làm cường giả Ảnh Nguyệt Hoàng Triều không ngừng cứu trợ, từ đó áp lực bản thân hắn cũng giảm nhiều. Sắc mặt Lăng Hàn và Đường Nghiêm rất khó coi, bởi vì Phú Kim Tinh bị đánh nổ, không nói bọn họ có thể vượt qua uy lực của tinh thể nổ tung hay không. Cho dù có thể, bọn họ phiêu phù trong tinh không, vô cùng khả năng chưa chạy tới tinh thể có sinh mệnh khác thì đã chết trong tinh không từ lâu rồi. Chỉ từ điểm này, bọn họ càng hy vọng Ảnh Nguyệt Hoàng Triều có thể thắng. Lão Vương bát đản này, hắn vì tính mạng của mình có thể làm bất cứ việc gì. Đường Nghiêm mắng chửi. Lúc trước Mạnh Dương Thành nói hắn là nô tài, hiện tại nhìn thấy lão tôn giả mạnh ra hoàn toàn không cố kỵ thần tử Thanh Long Hoàng Triều trên Phú Kim Tinh, cuối cùng hắn đã hết hy vọng. Bọn họ tới đây chẳng phải vì bán mạng cho Mạnh gia hay sao, nhưng Mạnh gia lại đối đãi với bọn họ như thế. Trái tim băng giá, đúng là làm trái tim người ta băng giá. Huyết chiến vẫn tiếp tục, mặc dù lão tôn giả Mạnh gia tạm thời hóa giải áp lực bản thân, nhưng dù sao hắn bị thương quá nặng, thời gian kéo càng lâu, tình huống của hắn càng không ổn. Hắn bắt đầu rút lui, các đại năng Ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ cho hắn tọa nguyện hay sao? Nhọc lòng bày ra cái bẫy lớn như thế, không phải vì diệt trừ người này sao? Chỉ cần lão tôn giả mạnh ra chết đi, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xâm lấn không bị cản trở chút nào. Những đại năng kia truy kích, bọn họ thi triển thân pháp nhanh đến mức kinh người. Lão tôn giả mạnh ra xé rách không gian, hắn muốn sáng tạo một lỗ sâu, trực tiếp vượt qua tinh không xa xôi. Mạnh Cửu Diêu, thời đại của ngươi đã kết thúc. Một tên đại năng quát lớn, trong tay cầm một thanh hoàng kim thứ tỏa ra hào quang vạn trượng, hắn đâm thẳng vào đầu lão tôn giả mạnh ra. Những hào quang ngưng tụ hóa thành dáng vẻ Phật Đà, một tay nhặt hoa, một tay hóa trường ấn vào người lão tôn. Giả mạnh ra, Phật tộc, lão tôn giả mạnh ra kinh hô, khó trách Ảnh Nguyệt Hoàng Triều nho nhỏ cũng dám xâm phạm biên giới, thì ra phía sau có bóng dáng Phật tộc. Ghê tởm, lúc trước giết các ngươi không dứt, không ngờ ngóc đầu trở lại. A-di-đà Phật. Tên đại năng kia niệm Phật hiệu truyền thừa nằm trong lòng người, không phải dựa vào hình thức, ngươi đang xem thường chúng ta. Oanh. Hoàng Kim Thứ đâm ra hư ảnh Phật Đà tỏa ra uy áo vô tận, đánh lão tôn giả mạnh ra lui vạn dặm, ngay cả hành động xé rách không gian cũng dừng lại. Những đại năng kia lại giết tới, từ đó diễn ra cục diện đàn sói nuốt hổ. Lão tôn giả mạnh ra đã liều mạng, hắn không muốn chết ở chỗ này. Oanh. Toàn thân hắn tỏa ra khói màu tím, cho dù cách vạn dặm xa xôi vẫn có thể nhìn thấy. Mạnh lão quỷ liều mạng. Hừ, hắn thiêu đốt đại đạo tử khí, mạnh lão quỷ đã triệt để từ bỏ suy nghĩ thành thánh. Tiếp tục tạo áp lực, chỉ cần hao tổn đến khi tử khí biến mất, hắn sẽ chết. Những đại năng vây công xem ra, lão tôn giả mạnh ra đã nỏ mạnh hết đà. Không ngờ lão tôn giả mạnh ra lại cực kỳ kiên quyết, hắn tiêu hao đại đạo tử khí không phải liều mạng, mà là ngưng kết thành thuẫn bảo vệ hắn có thể thong dong mở lỗ sâu, có thể chạy trốn. Đuổi theo, những đại năng kia không cam lòng từ bỏ, thật vất vả mới ép lão tôn giả mạnh ra đến mức sơn cùng thủy tận, bọn họ vội vàng mở lỗ sâu và tiếp tục truy kích. Oanh, năng lượng kinh khủng ba động, từng đạo năng lượng quét qua mặt ngoài Phú Kim Tinh, lượng lớn cây cối bị đánh thành phấn vụn, có một ít núi cao biến thành đất bằng, biển cả bốc hơi và hóa thành hoang mạc. Quá kinh người! Rõ ràng những cường giả kia đang khai chiến ở bên ngoài, nhưng chỉ dư uy còn sót lại đã kinh khủng như thế. Nếu trực tiếp nhắm ngay Phú Kim Tinh, cho dù chỉ một đạo cũng có thể đánh vỡ Phú Kim Tinh. Lăng Hàn có cảm, giác mình nhỏ bé không gì sánh kịp,
còn có cảm giác nguy cơ rất mạnh. Không thành cấp giáo chủ, hắn chỉ là sâu kiến. Hắn phải nhanh chóng gia tăng tu vi lên, nếu không tùy tiện gặp hai tên đại năng phát sinh xung đột, hắn có thể biến thành pháo hôi. Sau gần nửa ngày, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Lăng Hàn và Đường Nghiêm vội vàng liên kết với Tinh Võng, cũng liên hệ với người nhà của mình. Trước đó không có là bởi vì năng lượng thiên địa hỗn loạn, Tinh Võng không thể kết nối với bọn họ. Lăng Hàn thông tin với nữ hoàng các nàng, ai ngờ các nàng đã biết rõ chuyện lão tôn giả Mạnh gia. Thì ra Thanh Long Hoàng Triều đã trực tiếp đưa Thịnh Sự giết tôn lên Tinh Võng, không biết bao nhiêu người nhìn thấy việc này. Hơn nữa, nữ hoàng các nàng còn biết nhiều hơn cả Lăng Hàn. Bởi vì sau khi lão tôn giả Mạnh gia xé rách lỗ sâu, Lăng Hàn và Đường Nghiêm không nhìn thấy việc sau đó, nhưng nữ hoàng các nàng thông qua Tinh Võng lại nhìn thấy rõ ràng. Các đại năng ảnh Nguyệt Hoàng Triều lần nữa đuổi kịp lão tôn giả Mạnh gia, triển khai kịch chiến. Lão tôn giả Mạnh gia không thể không vận dụng cấm kỵ tự bạo hai tay một chân, lúc này mới giết ra khỏi trùng vây, cũng thoát được một mạng. Nhưng sau trận chiến này, lão tôn giả Mạnh gia đã rút lui ra khỏi hàng ngũ cường giả, cho dù hắn dưỡng thương thật tốt, nhưng ít đi hai cánh tay và một cái chân, chiến lực của hắn còn lại mấy phần. Lại nói, trước đó hắn vẫn dưỡng thương, đã dưỡng thương suốt mấy vạn năm nhưng vẫn không thể nào dưỡng tốt, huống chi là hiện tại. Sau lần này, lão tôn giả kia chỉ có thể chờ chết trong một góc vũ trụ nào đó. Các ngươi đừng ở lại trong thành thị, lập tức rời đi, tìm một nơi yên tĩnh chờ ta trở về. Lăng Hàn nói, có thể suy ra, mặc dù lão tôn giả Mạnh gia không chết, nhưng ảnh Nguyệt Hoàng Triều sẽ phát động xâm lấn triệt để, cũng lật đổ Mạnh gia thống trị. Trong biến động lớn như thế, hơi không cẩn thận, mỗi người đều biến thành pháo hôi. Lăng Hàn rất muốn trở về Nguyệt Hoa Tinh, nhưng đáng tiếc hắn không có phi toa, cũng không cách nào đi truyền tống môn, hắn chỉ có thể chờ. Cũng may mắn chính là, thực lực nữ hoàng của các không tính là yếu, huống hồ còn có 7 tiểu oa nhi bảo vệ, thậm chí Đường Vân Nhi còn có phi toa, những thứ này có thể giúp các nàng tự vệ. Lăng Hàn áp chế lo lắng, hắn ép mình nghĩ tới việc khác. Đây là tư nguyên tinh, có lượng lớn kim loại chân quý, còn có chút ít tiên dược. Đi, đi vơ vét một chút, hắn nói với Đường Nghiêm. Đường Nghiêm vẫn cảm thấy mờ mịt, Thanh Long Hoàng Triều mạnh mẽ như vậy đã sắp sụp đổ, Đường gia cực thịnh một thời cũng kết thúc theo, hắn vẫn khó tiếp thu được. Ngươi có thể khai sáng thịnh thế khác cho Đường gia, Lăng Hàn cổ vũ hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4252, Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt. Nghe theo Lăng Hàn cổ vũ, Đường Nghiêm cũng lên tinh thần. Một gia tộc cường đại không phải xây dựng dựa vào phụ thuộc vào thế lực khác, mà là bản thân cường đại. Đường gia còn có Hóa Linh Chân Quân, cho dù đặt ở nơi nào trong vũ trụ cũng là thế lực không nhỏ. Tương lai, ta cũng muốn thành là tôn giả, uy chấn một phương. Đường Nghiêm siết quả đấm nói. Lăng Hàn im lặng, chi khí của gia hỏa này nhỏ như thế. Nhưng suy nghĩ một lúc cũng hiểu ra, tổ vương mất ngàn vạn năm mới xuất hiện một người, trừ tổ vương ra. Thánh nhân hiếm như lông phượng sừng lân, trong một tinh vực, trong trăm vạn năm có thể xuất hiện một người đã là chuyện tốt lắm rồi. Cho nên, trở thành tôn giả thực tế hơn nhiều. Tốt, ngươi thành tôn giả, ta thành tổ vương. Lăng Hàn cười nói. Đường Nghiêm liếc mắt nói, dựa vào cái gì ngươi thành tổ vương, ta chỉ có thể thành tôn giả. Không phải ngươi nói hay sao? Lăng Hàn cười nói. Hai người chủ động, xuất kích, bắt đầu tìm kiếm vật có giá trị. Đi tới gần truyền tống trận, hai người nhìn thấy từng chi đại quân đang di chuyển vào truyền tống trận. Bọn họ đi Nguyệt Hoa Tinh, sắc mặt Đường Nghiêm khó coi. Lăng Hàn gật đầu, đồng thời nghiêm túc. Bộc phát chiến tranh, bị thương sâu nhất khẳng định chính là thành viên tầng dưới chót. Đối với bọn họ mà nói, mặc kệ phương nào thắng, đây đều là hạo kiếp của bọn họ. Đi! Lăng Hàn thu hồi tâm tình, hắn không thể làm gì, hắn chỉ có thể cố gắng làm mình mạnh lên. Bọn họ đi lại trong từng hầm mổ, cũng đi qua rừng cây nguyên thủy nguy hiểm, bị yêu thú cường đại truy sát qua, cũng bị đội ngũ tuần tra của ảnh Nguyệt Hoàng Triều phát hiện, bạo phát chiến đấu đẫm máu. Nửa tháng sau, bọn họ nhận được tin tức, Thanh Long Hoàng Triều bại, không có tiếp theo. Theo ảnh Nguyệt Hoàng Triều quy mô xâm lấn, các thế lực phụ thuộc Thanh Long Hoàng Triều đều phản chiến. Đối với những thế lực cấp giáo chủ, ảnh Nguyệt Hoàng Triều cũng không muốn làm quá ác, tự nhiên sẽ hợp nhất từng cái. Những cường giả này mà phản,
Thanh Long Hoàng Triều còn thừa lại cái gì? Mạnh Vĩnh Hoa vứt bỏ hoàng vị, người Mạnh gia thủ vệ trong trận pháp đế đô, lúc đại quân Ảnh Nguyệt Hoàng Triều tiến vào sẽ chính thức tuyên cáo đầu hàng. Từ đó về sau, Nguyệt Hoa Tinh trở thành tinh thể phụ thuộc vào Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đồng thời, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều còn tuyên bố tôn Phật tộc làm quốc giáo, tất cả mọi người sẽ tuân thủ giáo nghĩa của Phật tộc. Lăng Hàn cảm khái, 3 vạn năm trước Phật tộc không thể truyền giáo vào Thanh Long Hoàng Triều, nhưng 3 vạn năm sau vẫn là Phật tộc thắng lợi. Phật tộc không có huyết mạch đặc biệt, không phải dòng họ truyền thừa đời đời, mà là một loại tín ngưỡng. Chỉ cần tín ngưỡng Phật, đó chính là người Phật tộc. Đúng là đáng sợ, chợt nhìn, Ảnh Nguyệt Hoàng Triều thuộc về Hoàng Triều Lý Gia, nhưng trên thực tế đâu, người người đều tín ngưỡng Phật tộc mới thật sự là lãnh tụ. Thậm chí người Lý Gia cũng làm việc theo giáo nghĩa của Phật tộc. Xâm lấn như thế một cách vô hình, nhưng lại không đâu không có, cho dù sau này Ảnh Nguyệt Hoàng Triều xong đời. Cho dù nhà nào kế vị cũng nằm dưới sự khống chế của Phật tộc không thể không nói, Thanh Long Hoàng Triều lúc trước đánh lén Phật tộc truyền bá là phi thường có dự kiến trước. Nếu không qua nhiều năm như thế, toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều, cho dù từ vật chất đến tinh thần đều phụ thuộc vào Phật tộc. Bởi vậy có thể thấy được, Tổ Vương khủng bố cỡ nào. Thường gia tứ phương đại đế sáng lập Tinh Võng, đến nay cũng có ảnh hưởng và truyền bá sâu rộng nhất, giáo nghĩa Phật tộc lan xa. Trong tinh không có không biết bao nhiêu người tin giáo nghĩa Phật tộc, thế lực lớn đến mức khó tưởng tượng nổi. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ đến những thứ chẳng có ý nghĩa kia, mấu chốt là thực lực. Những ngày qua, hắn vừa mới tu ra 3 chân của tiên đỉnh, tiến bộ của hắn rất kinh người bởi vì hắn và Đường Viễn tìm được vài cọng tiên dược. Đan độc vẫn còn ở trong cơ thể hắn, hắn không thể phục dụng đan dược nhưng tiên dược thì không thành vấn đề, đây chính là thiên địa ban thưởng. Không có một chút tác dụng phụ nào khác, đương nhiên, trực tiếp dùng tiên dược sẽ không thể thôi phát toàn bộ dược lực, đây là việc rất phí phạm. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Lăng Hàn hiện tại không thể ăn đan dược chứ. Lãng phí liền lãng phí tốt rồi, thời gian mới là cực kỳ quý giá. Từ khi Thanh Long Hoàng Triều hủy diệt, đẳng cấp đề phòng của Phú Kim Tinh cũng giảm xuống. Tất cả người đều là con dân của Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, đối với con dân của mình, bọn họ không cần dùng đao kiếm nói chuyện. Truyền tống trận lại mở ra lần nữa, chỉ cần đưa tiền là có thể sử dụng. Lăng Hàn và Đường Nghiêm đều có lòng muốn về, sau khi cải trang một phen, bọn họ đi tới truyền tống trận, thanh toán phí tổn truyền tống, gieo, ánh sáng trắng bộc phát, bọn họ nhanh chóng quay về Nguyệt Hoa Tinh, đi tới đế đô. Hai người chia nhau ra hành động, đều muốn tìm kiếm người nhà của mình. Lăng Hàn ra khỏi thành, hắn vượt qua rất nhiều núi cao, sông lớn và đi vào một rừng rậm, lại đi hơn 100 dặm đường, một hồ nước xuất hiện trước mặt. Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Hồ Nữ các nàng đi ra đón hắn. Lăng Hàn bước nhanh về phía trước, tay trái ôm Nữ Hoàng, tay phải ôm Hồ Nữ, miệng ra sức hôn các nàng. A, à, hôn môi sẽ mang thai. 7 tiểu oa nhi che mắt lại. Xú Lăng Hàn, bắt cóc tỷ tỷ xinh đẹp của người ta. Đường Vân Nhi vừa liếm láp kẹp đường, nàng vừa bất mãn nói thầm. Làm Lăng Hàn vui mừng là, Nữ Hoàng và Hồ Nữ tiến bộ hết sức rõ ràng, chỉ kém một tia là bước vào trúc cực cơ. Bọn họ an tâm ở lại nơi này, cũng rời xa quyền lực. Từ Thanh Long Hoàng Triều đổi thành Ảnh Nguyệt Hoàng Triều, đối với người cầm quyền thì đây là biến hóa to lớn. Rất nhiều người từ cao cao tại thượng biến thành bình thường chỉ sau một đêm, nhưng đối với người bình thường mà nói, việc này không có biến hóa gì. Thời gian trước sống thế nào, hiện tại vẫn sống như vậy. Lăng Hàn có thể thông qua Tinh Võng mua vật liệu, bán đan dược, thường ra địa vị siêu nhiên, bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào. Làm cho Lăng Hàn ngoài ý muốn chính là có người nhân lúc thế cục biến hóa mà xoay người. Những người trong hạt nhân phủ chạy ra ngoài, sau lưng đám người Liễu Huân Vũ, Triệu Tiếu đều có hóa linh chân quân, thậm chí thế lực cấp giáo chủ. Mạnh gia ngã nhào, bọn họ cũng biến thành lớn lối, bắt đầu tìm Lăng Hàn khắp nơi, muốn giết hắn báo thù rửa hận. Đương nhiên Lăng Hàn không đặt tiểu nhân vật như vậy vào lòng, nhưng mấy con tôm tép nhãi nhép phách lối như thế, Lăng Hàn dự định có cơ hội xuất thủ giết chết bọn chúng, tránh lại bị phiền não. Cuộc sống vẫn trôi qua, tu vi Lăng Hàn tăng lên từng ngày, còn có một tin tức tốt, đó chính là đan độc trong người hắn sắp tan hết. Về sau, hắn bắt đầu cắn thuốc tu luyện, tu vi tăng lên nhanh chóng. 3 tháng trôi qua, rốt cuộc hắn cũng tu đến thiên đỉnh, 2 tiên đỉnh đã tạo thành 3 chân hoàn chỉnh, tiên đỉnh thứ 3 cũng mọc ra 1 chân. Đúng lúc này, trên Tinh Võng xuất hiện một tin tức quan trọng.
Cửu Dương Thánh Địa phong bế Sơn Môn 2 vạn năm, dự định khai sơn chiêu thu đệ tử. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tinh không chấn động. Cửu Dương Thánh Địa đã từng xuất hiện thánh nhân, bằng không bọn họ dám xưng là thánh địa hay sao? Vị Cửu Dương Thánh Nhân năm đó là mãnh nhân khủng bố, lúc tuổi còn trẻ gần như có thể xưng vô địch cùng giai, đã từng có khả năng thành tựu tổ vương, nhưng cuối cùng hắn thất bại trong gang tấc, bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4253, Cửu Dương Thánh Nhân. Nghe nói, Cửu Dương Thánh Nhân chiến đấu với Lăng Thiên Tổ Vương khi còn trẻ qua vô số lần, chính là kẻ thù cũ, đối thủ cũ, lẫn nhau có thắng bại. Chỉ từ điểm này có thể biết được, Cửu Dương Thánh Nhân lúc trước mạnh cỡ nào, về sau Tổ Vương cũng không thể áp chế. Nhưng phương pháp tu luyện của Cửu Dương Thánh Nhân quá bá đạo, hắn lưu lại quá nhiều tổn thương khi còn trẻ, cho nên mới bại bởi Lăng Thiên Tổ Vương trong con đường thành đế, chỉ có thể khuất nhục làm thánh nhân. Cửu Dương Thánh Nhân lúc tuổi già điệu thấp không gì sánh kịp, nhưng nghe nói hắn khai sáng ra bí thuật vô thượng, thậm chí mô phỏng ra một môn đế thuật. Hiện tại, Cửu Dương Thánh Địa mở sơn môn, muốn tuyển nhận đệ tử, đừng nói người bình thường, cho dù truyền nhân đế tộc cũng kích động. Đương nhiên, tuyệt đối không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào Cửu Dương Thánh Địa. Đầu tiên cần tư cách báo danh, chỉ cần thỏa mãn bất kỳ 3 điều kiện nào phía dưới cũng được. Thứ nhất, bài danh trong phạm vi 1 vạn trên tinh võng. Thứ hai, tiên, thiên thần thể. Thứ ba, phẩm chất tiên cơ, tiên đỉnh đạt tới cấp hoàng kim. Đúng vậy, báo danh có yêu cần ẩn, chính là nhắm vào trúc cơ cùng chú đỉnh cảnh. Lăng Hàn không phải tiên thiên thần thể, nhưng thỏa mãn điều thứ nhất cùng thứ ba. Nhưng vấn đề là, hắn không muốn bại lộ bí mật mình là tinh không đệ nhất nhân. Hơn nữa, tiên đỉnh của hắn có phẩm chất cao hơn hoàng kim, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ là đá tạo thành. Hắn giải quyết như thế nào? Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, Cửu Dương Thánh Địa mở sơn môn thu đồ trong 10 năm, mỗi 1 năm sẽ sàng lọc 1 lần, 10 năm về sau, sơn môn sẽ đóng lại lần nữa. Cũng may, hắn còn nhiều thời gian. Lăng Hàn dự định quay về Thiên Hải Tinh một chuyến, bởi vì hắn đã bước vào chú đỉnh. Hơn nữa không còn Thanh Long Hoàng Triều trói buộc tự do, cho nên hắn muốn đi tới vùng đất thứ hai tìm truyền thừa của Cổ Dương Thánh Nhân. Mặc dù hồn thiên kinh không yếu, nhưng chung quy không bằng công pháp thánh nhân. Đương nhiên, nếu có thể, Lăng Hàn muốn tu luyện công pháp đại đế. Đối với Lăng Hàn quyết định, Nữ Hoàng và Hổ Nữ rất đồng ý, bọn họ đi lên phi toa và quay về Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn liên hệ với đám người Lâm Lạc một phen, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy thông cáo của Cửu Dương Thánh Địa, quyết định ít ngày nữa sẽ lên đường. Lăng Hàn rất tin tưởng vào thực lực và thiên phú của đám người Lâm Lạc, cho nên chờ hắn giải quyết nơi thí luyện thứ hai của Cổ Dương Thánh Nhân, hắn sẽ hội hợp với đám người Lâm Lạc. Rốt cuộc Đường Vân Nhi cũng bước vào trúc cơ, lực khống chế phi toa cũng tăng lên rất nhiều, bởi vậy, chỉ trong thời gian 1 tháng, bọn họ đã quay về Thiên Hải Tinh. Ban đầu Thiên Hải Tinh phụ thuộc vào Thanh Long Hoàng Triều, hiện tại Mạnh gia sụp đổ, tự nhiên cũng quy thuận Ảnh Nguyệt Hoàng Triều. Đoàn người Lăng Hàn vừa tiến vào một tòa thành, hắn nhìn thấy một tòa kiến trúc mọc lên từ mặt đất. Thành thị nơi này không có tường thành. Đây là một tòa Phật miếu, nghe nói sau này sẽ có tăng lữ vào ở, cũng truyền bá giáo nghĩa Phật tộc. Phật tộc bắt đầu xâm lấn, không phải một người chinh phục nhục thể, mà là từ phương diện tinh thần, không thể nghi ngờ, đây là việc càng đáng sợ hơn thế nhiều. Lăng Hàn không để ý đến, bọn họ tìm khách sạn, tạm thời ở lại nơi này. Hắn muốn nghiên cứu vùng đất khảo nghiệm thứ hai ở đâu. Trên Thiên Hải Tinh, hắn không thể mau được địa đồ tương ứng bởi vì Thiên Hải Tinh đã sớm bị đánh hủy. Lăng Hàn chỉ có thể tìm kiếm dấu vết để lại, sau đó tiến hành so sánh. Hy vọng thứ hai chính là lối vào khảo nghiệm nằm trên Thiên Hải Tinh, nếu đã hóa thành mảnh vỡ bay tới nơi nào trong tinh không, như vậy thì xong đời. May mắn là, cửa vào vẫn nằm trên Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn so sánh địa đồ cổ suốt 3 ngày, rốt cuộc cũng tìm được địa phương. Xuất phát, hắn mang Trung Nữ và Đại Hắc Cẩu, Sắc Chư đi tới nơi cần đến. Chỉ qua thời gian nửa ngày, bọn họ đi tới nơi cần đến, nhưng Thương Hải Tang Điền đã nhiều năm như vậy. Lối vào truyền thừa đã sớm không nằm dưới mặt đất, nơi này đã biến thành một thị trấn. Lăng Hàn muốn tìm vị trí lối vào, hắn đi vào một gia đình. Muốn đi vào khu đất truyền thừa, đầu tiên hắn phải hủy tòa nhà này. Nếu như Lăng Hàn là ác bá, hắn trực tiếp đẩy ngã phòng ốc là được,
nhưng hắn không phải người như thế. Thứ hai, hắn cũng không muốn dẫn xuất động tĩnh lớn, thế là hắn mua lại khu nhà và khu đất lớn xung quanh. Hắn đến nhà bái phỏng, hơi lộ ra khí tức cường giả, hắn được đón vào ngay sau đó. Xin hỏi tôn tính đại danh của thiếu hiệp. Gia chủ của nơi này là nam tử khoảng 40, họ Lưu, tên là Lưu Cao Tích, ở phía sau hắn là người trẻ tuổi áo vàng, hắn có tu vi trúc cơ. Phải biết, võ đạo trên thiên hải tinh bắt đầu từ con số 0, hiện tại trong trấn nhỏ đã có được cao thủ trúc cơ cảnh, việc này rất không tầm thường. Lăng, Hàn nghĩ nghĩ, nói, ta tên là Hàn Lâm. Thì ra là Hàn thiếu hiệp, mời mời, mời vào bên trong. Lưu Cao Tích vô cùng nhiệt tình, sau khi mời Lăng Hàn vào phòng khách, lại giới thiệu người trẻ tuổi áo vàng. Đây là khuyển tử Lưu Mạnh Lâm, bái làm môn hạ tu luyện trong Thái Cổ Tông. Thái Cổ Tông, Lăng Hàn nhìn người trẻ tuổi áo vàng, hắn gật đầu. Nhưng Lưu Mạnh Lâm cao ngạo không gì sánh kịp, hắn thấy chính mình thế chính là truyền nhân mọt trong năm thế lực hóa linh cảnh của Thiên Hải Tinh, tự nhiên cao cao tại thượng, có cảm giác ưu việt rất mạnh. Hắn không để ý đến Lăng Hàn, phối hợp ngồi xuống. Lưu Cao Tích xấu hổ, nhưng thực lực con trai quá mạnh, hắn chi phối không được, đành phải nói với Lăng Hàn, Hàn thiếu hiệp, không biết hôm nay ngươi tới đây là muốn làm gì. Lăng Hàn cười cười, nói, ta muốn Lưu gia chủ tạo thuận lợi, bán phủ đệ này cho ta. Ha ha. Lưu Cao Tích vẫn không nói gì, Lưu Mạnh Lâm cười lạnh, hắn khinh thường nhìn Lăng Hàn, nói, đây chính là tổ địa Lưu gia ta, không bán. Đương nhiên Lưu Cao Tích cũng không muốn bán, nhưng tuyệt đối không đắc tội người giống như Lưu Mạnh Lâm, hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu là Lăng Hàn bão nổi, con trai chống đỡ được sao? Lăng Hàn cũng cảm thấy khó chịu, ta mang thành ý thương lượng với ngươi, ngươi không đồng ý cũng không cần thiết ác ngôn như vậy. Người trẻ tuổi này đã quen thuận buồm xuôi gió, cho nên coi ai ra gì, nói chuyện không kiêng nể gì. Lăng Hàn cũng lười so đo với loại người như thế, ta ra 200 đạo thạch. Thật, Lưu Mạnh Lâm không đợi Lăng Hàn nói hết, hắn lập tức đứng lên và nói ra. 200 đạo thạch đây, đây là một món của cải kinh người. Thiên phú của hắn rất cao, cũng là đệ tử chân truyền trong Thái Cổ Tông, nhưng mỗi tháng cũng chỉ có thể đạt được 2 khối đạo thạch. Như vậy so sánh ra, 200 đạo thạch đáng tiền cỡ nào, bán đi. Dường như Lưu Mạnh Lâm sợ Lăng Hàn sẽ hối hận, hắn lập tức quyết định. Lưu Cao Tích, vừa rồi là ai chẳng thèm ngó tới, còn nói tổ địa không bán, kết quả thế nào? Nhưng tất cả hy vọng Lưu gia đều đặt trên người Lưu Mạnh Lâm, bởi vậy Lưu Cao Tích cũng không nói phá, hắn gật đầu. Cho chúng ta thời gian 3 ngày dọn nhà. Lưu Mạnh Lâm nói, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4254, Tiểu Nhân Tham Lam. Có câu nói rất đúng, tiền của không lộ ra ngoài. Lăng Hàn vừa ra tay chính là 200 đạo thạch, điều này nói rõ cái gì? Hắn có tiền, hơn nữa cực kỳ có tiền. Dê béo như thế, ai mà không muốn làm thịt? Lưu Mạnh Lâm cũng không muốn bán tổ địa, hắn chỉ muốn lưu đám người Lăng Hàn lại, từ đó hắn mời cao thủ tông môn tới trấn áp Lăng Hàn. Hắn rất muốn ăn một mình, nhưng mơ hồ cảm ứng được Lăng Hàn cường đại, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, cho nên vì an toàn, hắn muốn mời vài sư huynh trong tông môn tới. Quá mạnh không được, sẽ bị đối phương đảo khách thành chủ. Ân, như vậy mời Dương sư huynh, Trương sư huynh, Lý sư huynh và Điền sư tỷ, bình thường năm người bọn họ có quan hệ không tệ, cùng đi thám hiểm di tích cổ, bồi dưỡng ăn ý nhất định. Hắn lập tức phát tin tức vào Tinh Võng, bảo 4 người chạy tới. Lăng Hàn trở lại khách sạn, nữ hoàng liền hỏi, chuyện như thế nào? Đại thể xem như thuận lợi, có một ít trắc trở nhỏ. Lăng Hàn cười nói, hắn không biết Lưu Mạnh Lâm đánh chính ý định gì, nhưng đối phương chuyển biến quá nhanh, hắn cảm thấy việc này không đơn giản. Nữ hoàng chỉ gật đầu, nàng không đặt trong lòng, nàng là người cao ngạo như thế. Lăng Hàn hơi động lòng, một tay bắt lấy nữ hoàng, nhanh chân đi vào trong phòng ngủ. Nữ cũng muốn chơi, Hồ Nữ nhìn thấy, nàng vội vàng đi vào trong. Chơi sinh con rất vui, tại sao nàng lại bỏ lỡ chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau, Lăng Hàn tiến đến thu nhà, hắn mang tới nữ hoàng, Hồ Nữ. Mời, mời. Tên gác cổng biểu hiện rất khách khí, đoàn người Lăng Hàn đi vào trong phòng khách, nhìn thấy phụ tử Lưu Cao Tích, Lưu Mạnh Lâm đang chờ bọn họ. Lăng Hàn phất tay lên bàn, một đống đạo thạch xuất hiện,
hắn thản nhiên nói, 200 đạo thạch ở đây. Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, thật xấu hổ, có người ra giá cao hơn, ta không bán nhà này. Ha ha, đúng dịp như vậy, trong vòng 3 ngày lại có người coi trọng nơi này. Lăng Hàn đương nhiên không tin, hắn mỉm cười, a, đã có người khác mua rồi sao? Đương nhiên. Trong tiếng cười to, từ giữa phòng có 4 người đi tới, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ, đều hết sức trẻ tuổi. Hàn Lâm, ngươi còn muốn tòa nhà này, ngươi phải tăng giá. Lưu Mạnh Lâm nhún vai. Lăng Hàn không để ý tới hắn, hắn nhìn sang Lưu Cao Tích, nói, Lưu gia chủ, ngươi nói thế nào? Lưu Mạnh Lâm buồn bực, Lăng Hàn nhảy qua hắn, trực tiếp hỏi phụ thân của mình, rõ ràng không xem mình tồn tại sao. Lưu Cao Tích xấu hổ không gì sánh kịp, hắn cũng không phải người quá tham lam, từ bản ý, hắn tuyệt đối không muốn bán tổ trạch. Nhưng con trai đã đáp ứng người ta, hắn cũng không tiếp tục phản đối, dù sao hắn cũng biết giá trị 200 đạo thạch kinh người thế nào. Nhưng hắn cũng biết con trai đổi ý như thế là vì muốn hại người. Hắn có thể nói gì? Mua không nổi thì cút. Một người trong đó đi ra, Điền Lệ Tịnh là nữ tử duy nhất khinh thường nói một câu. Ha ha, còn đang diễn kịch. Tốt, chơi với các ngươi. Lăng Hàn phất tay, hắn thu đạo thạch trên bàn vào pháp khí không gian. Sau đó hắn gật đầu với đám người nữ hoàng, hắn ra hiệu rời đi. Chậm đã. Trong 4 người, một tên nam tử mặc áo đỏ đi lên, hắn tên là Dương Nguyên Tư. Người có thể đi, nhưng pháp khí không gian phải lưu lại. Nam tử mặc áo xanh nói, hắn là Lý Chính Bình. Bằng, không lưu cái mạng lại. Nam tử mặc áo lam Trương Ý Viễn cười nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói, các ngươi muốn ăn cướp sao? Bớt nói nhảm, ngươi không hiểu đạo lý dùng tiền mua mạng sao? Dương Nguyên Tư nói, sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, nói, các ngươi sẽ không hối hận. Ha ha, trên thế giới này không có chuyện gì làm chúng ta hối hận. Lưu Mạnh Lâm giành nói trước, hắn đã nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục đến phiên hắn giả bộ một lúc. Tốt, nếu đây là lựa chọn của các ngươi, ta tiễn các ngươi lên đường. Lăng Hàn cười nói, không được, tặng cho Nữ. Hồ Nữ vội vàng nhảy ra ngoài, nàng là phần tử hiếu chiến cực đoan, sau khi rời khỏi nguyên thế giới, mỗi ngày đều là tu luyện, thật sự không thú vị. Cho nên nàng làm sao bỏ qua chuyện chơi vui như thế? Cẩu gia cũng muốn. Đại Hắc Cẩu đứng dậy, đồ lót kim loại làm người ta chói mắt. Ngươi cũng muốn phân một tên. Lăng Hàn nhìn về phía Sắc Trư. Sắc Trư lắc đầu, chiến lực cặn bã như nó đi ra chỉ ăn đòn mà thôi. Ha ha, một nữ nhân, một con chó. Lưu Mạnh Lâm lắc đầu, hắn lộ ra vẻ xem thường. Chó đại gia ngươi. Đại Hắc Cẩu lập tức giết tới, nó phát động chỉ xích thiên nhai. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, nó xuất hiện trước mặt Lưu Mạnh Lâm, đánh ra một vuốt. Hiện tại Đại Hắc Cẩu không yêu nghiệt như Lăng Hàn, nhưng nó tu công pháp thánh nhân, còn có Đại La Thiên Bảo thuật, chiến lực của nó rất trâu bò. Lại nói, nó hiện tại đã là trúc thiên cơ, nhưng Lưu Mạnh Lâm chỉ là trúc nhân cơ, chênh lệch to lớn cỡ nào. 3. Một móng vuốt tát tới, Lưu Mạnh Lâm hét thảm ngã xuống. Đại Hắc Cẩu dẫm lên đầu Lưu Mạnh Lâm, vẻ mặt mờ mịt nói, vô địch tịch mịch cỡ nào. Quá giả. Nhưng 4 người Lý Nguyên lại rung động. Tình báo không đúng, không phải nói đối phương chỉ có một tên trúc cơ sao, vì sao lại có yêu cầu biến thái như thế? Đây là tu vi trúc thiên cơ, một tát có thể đánh ngã Lưu Mạnh Lâm, chiến lực quá hung mãnh. Còn ai? Đại Hắc Cẩu đứng thẳng, hai cái chân trước chắp sau lưng, đồ lót sắt lóe sáng. Yêu cầu biến thái, không nên quá đắc ý. Trương Ý Viễn đi ra, hắn chính là trúc thiên cơ, tự nhận sẽ không thua Đại Hắc Cẩu. Đến, Đại Hắc Cẩu ngoắc ngoắc móng vuốt. Trương Ý Viễn giết tới gần, hắn đánh ra một quyền. Nắm đấm vừa đánh ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hèn hạ. Hắn cắn răng quát lớn, bởi vì Đại Hắc Cẩu đã xách Lưu Mạnh Lâm lên, cũng dùng đối phương làm tấm thuẫn. Cái gì? Ngươi nói cẩu ra hèn hạ. Đại Hắc Cẩu kinh ngạc. Còn không được mắng ngươi. Trương Ý Viễn tức giận nói ra. Đại Hắc Cẩu cười to, cẩu gia hèn hạ vô sỉ thêm hạ lưu, ngươi có thể làm gì? Nó xoay người lại, lắc lắc cái mông với Trương Ý Viễn, dáng vẻ rất hèn mọn. Khốn kiếp, tại sao lại có yêu thú vô sỉ như thế? Đừng nói Trương Ý Viễn, cho dù là 3 người Dương Nguyên Tư cũng tức giận xanh mặt. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Trương Ý Viễn tiếp tục xuất thủ, hắn cực kỳ tức giận, nhất định phải bắt lấy Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu vẫn như thế, nó dùng Lưu Mạnh Lâm làm tấm thuẫn, đám người Trương Ý Viễn hủy bỏ công kích,
nó lại vung móng vuốt liên tục. Kể từ đó, Trương Ý Viễn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Ánh mắt hắn lóe sáng, hắn đánh ra một kích, Lưu Mạnh Lâm bị đưa ra đỡ đòn, hắn không thu tay và đánh tiếp. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4255, Thanh Hà Bí Cảnh. Trương Ý Viễn rõ ràng, nếu hắn bị trói chân trói tay, mãi mãi xa không có khả năng chiến thắng Đại Hắc Cẩu. Cho nên, hắn tráng sĩ chặt tay, không còn sợ ném chuột vỡ bình. Trái lại, Lưu Mạnh Lâm chỉ là sư đệ của hắn mà thôi, cũng không phải cha ruột, càng không phải con ruột. Ba người Dương Nguyên Tư, Lý Chính, Bình cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại, bọn họ nghĩ đây mới là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ có Lưu Cao Tích khẩn trương, con hắn bị đưa ra làm tấm thuẫn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Đúng là tâm ngoan thủ lạt. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, nó không khách khí dùng Lưu Mạnh Lâm làm thuẫn, bành bành bành, mười mấy chiêu mà thôi, Lưu Mạnh Lâm bị đánh tàn. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, ta từ bỏ tòa nhà này, chỉ cần buông tha con trai của ta, chúng ta lập tức đi ngay. Lưu Cao Tích chảy nước mắt đầy mặt, hắn không có lòng tham như thế, chỉ cần con trai thật tốt là được. Tốt, trả lại cho người. Đại Hắc Cẩu vung móng vuốt lên, nó ném Lưu Mạnh Lâm bay ra ngoài, dù sao tấm thuẫn đã bị nó chơi hỏng. Hừ, đi chết đi. Trương Ý Viễn lập tức đánh tới. Cho dù hắn không tiếp tục sợ ném chuột vỡ bình, nhưng không dám hạ tử thủ với Lưu Mạnh Lâm, dù sao cũng là huynh đệ đồng môn, nếu hắn đánh chết Lưu Mạnh Lâm, hắn sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên, hiện tại hắn mới chính thức buông tay buông chân. Hắn dẫn động năng lượng tầng thứ cao, ánh sáng màu xanh sẫm bao phủ cánh tay, uy lực quyền pháp tăng lên một bậc. Cẩu gia còn sợ ngươi hay sao? Đại Hắc Cẩu gào to, nó vung móng vuốt va chạm với Trương Ý Viễn. Oanh! Quyền móng tấn công, Trương Ý Viễn khiếp sợ, thân thể hắn bay ngược về phía sau, toàn thân đổ máu. Cái gì? Ngay cả Trương Ý Viễn cũng không thể địch lại yêu cầu biến thái kia. Ba người Dương Nguyên Tư cảm thấy da đầu tê dại, nguy rồi, hắn bị gia hỏa Lưu Mạnh Lâm hãm hại, đoàn người này không phải dê béo gì, chính là một con mãnh hổ. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Nguyên Tư vội vàng tiến lên giảng hòa. Ngươi muốn đánh với nữ sao? Đến đây, hổ nữ thấy hắn nói chuyện, lập tức tung người nhảy lên tấn công Dương Nguyên Tư. Con mẹ ngươi! Dương Nguyên Tư hết sức buồn bực, hắn đang cầu xin tha thứ, nha đầu ngươi không có lỗ. Tại sao? Hắn nhìn hổ nữ, mặc dù gương mặt mang sa mỏng che mặt, không nhìn rõ chân dung nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng hưng phấn. Khốn kiếp, đây là một phần tử hiếu chiến. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể bị động ứng chiến, nhưng mới tiếp một chiêu, hắn quá sợ hãi bởi vì hổ nữ quá cường đại. Đây là trúc cực cơ, tại sao lại mạnh như thế? Chỉ qua vài chiêu, hắn bị đánh nằm xuống đất. Lý Chính Bình, Điền Lệ Quyên nhìn thấy thế, bọn họ nào còn chiến ý, vội vàng xoay người bỏ chạy. Đã động thủ, như vậy làm sao có thể tha cho bọn họ? Lăng Hàn gật đầu với bảy tiểu oa nhi, đạt được hắn cho phép, bảy tiểu oa nhi hưng phấn lao ra ngoài. Các nàng vẫn chưa bước vào chú đỉnh, nhưng từng người đều là tiên thiên thần thể, thực lực kinh khủng cỡ nào. Mọi người xông lên đánh vài quyền, Lý Chính Bình và Điền Lệ Quyên bị đánh thành đầu heo. Tiểu Hàn tử, giết bọn chúng diệt khẩu đi. Đại Hắc Cẩu hung tợn nói ra, dọa đám người Trương Ý Viễn run rẩy. Trước giữ lại, có khả năng cần đến. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không giết. Hắn bắt đầu tìm kiếm lối vào bí cảnh, tự nhiên cần hủy phủ đệ Lưu gia, sau đó đào sâu ba thước đất, hắn tìm được một cây cột đá. Chính là nơi này. Dựa theo tư liệu trong yểm nguyệt bí cảnh, hắn nhanh chóng tìm ra biện pháp mở bí cảnh. Niệm lực của hắn đánh ra ký hiệu đặc thù vào cột đá. Tạp tạp tạp, cột đá thay đổi, sau đó một bình đài xuất hiện, phía trên vẽ trận văn phức tạp. Đi. Lăng Hàn nói với nữ hoàng, Đại Hắc Cẩu, cũng mang theo đám người Lưu Mạnh Lâm, Trương Ý Viễn đi vào, hắn lại khởi động trận pháp, ông, một tia sáng xuất hiện, bọn họ biến mất. Ánh sáng rối loạn nhưng dừng lại rất nhanh, bọn họ xuất hiện trên một bình nguyên, chân trời có hào quang màu xanh. Đây là Thanh Hà bí cảnh, là địa phương cổ Dương Thánh Nhân bố trí khảo nghiệm thứ hai. Lưu Mạnh Lâm, Dương Nguyên Tư đã hiểu ra vì cái gì Lăng Hàn muốn mua lại tổ địa Lưu gia, thì ra phía dưới nơi này là lối vào bí cảnh. Bọn họ đều hoảng sợ, biết bí mật lớn như thế,
bọn họ còn có thể sống sót rời đi hay sao? Ánh sáng nơi này là vật đại bổ. Lăng Hàn nói, đây cũng là hắn đạt được tư liệu. Vì cái gì hắn vừa bước vào chú đỉnh đã vội vàng đi tới nơi đây, trừ thánh nhân truyền thừa ra, ánh sáng cũng là một mục tiêu của hắn. Đại Hắc Cẩu vội vàng chạy lên phía trước, tiểu Hàn tử, cẩu ra đi trước một bước. Chó chết! Lăng Hàn cười ha ha, ánh sáng dễ hấp thu như vậy sao? Đi, đi tới Địa Huyền Cung. Địa Huyền Cung chính là nơi thánh nhân truyền thừa, cũng là nơi khống chế bí cảnh. Muốn có được ánh sáng, nhất định phải nắm giữ Địa Huyền Cung trước tiên. Uy, các ngươi đi đâu? Đại Hắc Cẩu chạy nửa ngày nhưng không thấy đám người Lăng Hàn cùng tiến lên, lại hấp tấp chạy trở về, cũng không tìm được ánh sáng ở đâu, nó vừa chạy vừa hô lớn. Bí cảnh này còn nhỏ hơn Yểm Nguyệt bí cảnh nhiều lắm. Trên thực tế, Yểm Nguyệt bí cảnh là nơi Cổ Dương Thánh Nhân dùng để sàng lọc truyền nhân, cũng chọn ra hậu tuyển giả. Ba bí cảnh còn lại dùng khảo nghiệm xem đối phương có tư cách làm truyền nhân hay không, dù sao có ít người kinh diễm nhất thời, sau đó chẳng khác gì người thường. Cho nên, Cổ Dương Thánh Nhân thà rằng đạo pháp thất truyền cũng không muốn truyền cho một người tầm thường, làm nhục tên tuổi của mình. Qua 10 phút đồng hồ, bọn họ đã đi tới Địa Huyền Cung. Nơi này rất nhỏ, nói nó là cung điện, còn không bằng nói là tòa nhà hơi lớn một chút. Lăng Hàn đẩy cửa vào, hắn nhìn thấy phía trước là con đường rất dài, chiều dài khoảng 100 trượng, cuối cùng là một thanh kiếm. Kiếm kia chính là đầu mối then chốt khống chế nơi này. Lăng Hàn nói, nó là pháp khí Cổ Dương Thánh Nhân dùng khi còn là chú đỉnh, sau khi hắn thành thánh, hắn lại luyện lần nữa, có thể nói là cực phẩm trong pháp khí nhị tinh. Cẩu gia, vừa vặn thiếu một món pháp khí, thanh kiếm này là của Cẩu gia. Đại Hắc Cẩu nói. Lời này lọt vào tai đám người Lưu Mạnh Lâm, đôi mắt bọn họ tỏa sáng. Đầu mối then chốt khống chế nơi này. Nếu bọn họ cầm lấy thanh kiếm này, chẳng lẽ có thể điều khiển bí cảnh, đừng nói thoát thân, còn có thể chuyển bại thành thắng, xoay người biến từ nô lệ thành chủ nhân. Ha ha, những người này đúng là tự đại, lại dám không trói buộc tu vi của bọn họ, từ đó tạo thuận lợi lớn cho bọn họ. Năm người nhìn nhau, đột nhiên cùng nhau bộc phát lao lên phía trước. Nhưng bọn họ mới đi một bước đã lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Trong lối đi này có trọng lực vô cùng lớn. Không chỉ như vậy, một bóng người xuất hiện từ lòng đất, lúc này lập tức bao phủ toàn bộ thông đạo. Soát, bóng người đầu tiên tấn công 5 người Lưu Mạnh Lâm. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4256, âm hồn. Những bóng người này cũng không phải là thực thể, mà là hơi mờ, dường như do ánh sáng tạo thành, chúng vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức lạnh như băng. Năm người Lưu Mạnh Lâm lâm vào khổ chiến, bọn họ không dám lui lại, nếu lọt vào trong tay Lăng Hàn, bọn họ còn có đường sống sao. Cho nên chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, thu hoạch được thanh bảo kiếm kia, khống chế toàn bộ bí cảnh, chẳng những có thể xoay người, thậm chí còn có đại cơ duyên. Vậy mà những bóng người kia có chiến lực quá mạnh, trong nháy mắt đã đánh bọn họ kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay. Tiểu Hàn tử, đây chính là nguyên nhân ngươi dẫn bọn chúng tiến vào đúng không? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cười ha ha, hắn nói, ta có xấu bụng như vậy không? Có. Đại Hắc Cẩu gật đầu khẳng định, ngay cả Sắc Chư cũng đồng tình với lời này, đều là tên vương bát đản kia làm hại nó lang thang khắp nơi. Lăng Hàn im lặng, hắn không hề muốn hạm hại đám người Lưu Mạnh Lâm, nhưng vì lý do giữ bí mật, hắn mới mang theo 5 người kia cùng tiến vào nơi này, không nghĩ tới chính bọn chúng lại tự tìm đường chết. Đương nhiên, không có phong bế tu vi bọn chúng, kỳ thật Lăng Hàn cũng vô tình hay cố ý dung túng bọn họ. Những bóng người kia là gì? Đương nhiên Đại Hắc Quỷ không ngại Lăng Hàn xấu bụng hay không xấu bụng, thậm chí nó còn biểu thị vui vẻ, kiếm ăn tổng thế giới cường giả vi tôn, chỉ có một lời chính nghĩa thì có ích lợi gì. Ngay cả mình còn không bảo vệ được, còn muốn bảo vệ người khác. Lăng Hàn phát động nhãn thuật quan sát, nói hẳn là quỷ vật, âm hồn. Nhị Oa tiếp lời. Không sai, Thiên Hải Tinh chính là lối vào âm phủ, lúc trước còn làm hại Cổ Dương Thánh Nhân vẫn lạc, cho nên Cổ Dương Thánh Nhân bắt chút âm hồn ở lại nơi này cũng không kỳ lạ. Đại Oa cũng nói. Lăng Hàn gật đầu, những thứ kia không phải trận pháp diễn hóa thành thân thể, cảm giác âm u như vậy không hợp với sinh linh. Người sau khi chết sẽ biến thành âm hồn hay sao? Hắn tò mò việc này. Nếu quả thật như thế, những người bị hắn giết cũng hóa thành âm hồn sao?
cổ đại năng nghiên cứu qua, nghe nói sinh linh sau khi chết, âm hồn tiến vào âm phủ, đó là thế giới khác biệt với thế giới của chúng ta. Trên lý luận cả hai không có khả năng tương dung với nhau, chỉ có thời khắc tử vong, âm hồn mới có thể xuyên thấu bích chướng hai giới. Nhưng hai thế giới tồn tại thời gian quá lâu, dẫn đến có nhiều chỗ bắt đầu dung hợp. Nhị Oa nói, nghe các tiểu Oa Nhi nói nghiêm túc như thế, người ta luôn có cảm giác buồn cười. Lăng Hàn cố gắng khống chế không cười, hắn nhìn năm người Lưu Mạnh Lâm đang khổ chiến. Thiên Hải Tinh chính là một điểm dung hợp giữa hai bên, lúc trước âm phủ mở rộng, vô số âm hồn tràn vào, ủ thành tai kiếp lớn. Không sai, bảy tiểu Oa Nhi gật đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện, năm người Lưu Mạnh Lâm không gánh nổi và giết trở về, nhưng trọng lực trong con đường này rất mạnh, bọn họ tiến lên gian nan. Càng quan trọng hơn là, lúc trước bọn họ quyết tâm muốn lao về phía trước, hơn nữa đã lao đi một đoạn, hiện tại còn muốn giết trở lại. Khó, đám người Lăng Hàn không có ý ra tay, là năm người đó tự tìm. Không qua bao lâu, năm người bị đánh chết. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, năm người kia vừa chết một lần, những âm hồn tự giết lẫn nhau, chúng đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng cuối cùng có năm âm hồn mạnh nhất thu được thắng lợi, phân biệt tiến vào trong thi thể năm người Lưu Mạnh Lâm. Sau đó, bọn họ lảo đảo đứng lên, khốn kiếp, xác chết vùng dậy. Năm người Lưu Mạnh Lâm nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hàn, bọn chúng không còn hành động cứng ngắt như lúc trước, hưu hưu hưu, bọn chúng lao tới tấn công đám người Lăng Hàn. Trong quá trình này, âm hồn trong thông đạo không xuất thủ với bọn chúng, giống như tán thành chúng là người nhà, mà còn có thể mượn xác hoàn hồn. Lăng Hàn giật mình, khó trách âm phủ đại môn mở ra về sau sẽ tạo thành đại tai nạn, đây chính là muốn đem người sống thay vào đó. Hắn trước tiên giết ra ngoài, đấm ra một quyền, thiên đạo hỏa hùng nhiên, hỏa diễm chi lực hẳn là đối phó âm hồn cực tốt vũ khí. Bành bành bành, năm quyền mà thôi, Lưu Mạnh Lâm năm người liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều là rạn nứt, lại thế mà không có sụp đổ. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ là tiện tay mà làm, nhưng lấy hắn chú đỉnh lực lượng, dù chỉ là một tia mà thôi, đều đủ để oanh sát trúc cơ. Bị âm hồn phụ thể về sau, những thi thể này thế mà xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Ô ô ô ô, năm người Lưu Mạnh Lâm đều phát ra âm thanh cổ quái, từ trên người bọn họ phát ra khí tức rất đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên cấp bậc chú đỉnh, nhân đỉnh, địa đỉnh, thiên đỉnh. Chúng không có bước vào cấp bậc sinh đan, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định bọn chúng chắc chắn đạt tới cấp bậc 4 đỉnh đến 5 đỉnh. 3, 3, 3, thân thể năm người Lưu Mạnh Lâm rạn nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, Điền Lệ Tịnh rớt ra một cánh tay. Khí tức năm người tăng lại, không phải bọn họ không thể mạnh hơn, mà là thân thể của bọn họ gánh không được. T, thực lực của năm âm hồn khi còn sống vượt xa chú đỉnh, nếu không, không có khả năng chỉ là một âm hồn lại có thể gia tăng thực lực nhiều như thế. Lăng Hàn nghiêm túc, âm hồn thật đáng sợ, khó trách lúc trước tạo thành hạo kiếp như thế. Hơn nữa ngay cả thiên đạo hỏa cũng không khắc chế âm hồn rất lớn, thân thể của bọn họ giống như gỗ ướt, phi thường khó đốt. Vậy thì đổi một cái. Lăng Hàn hai tay chấn động, hai nắm đấm lên đồng thời quấn lên năng lượng hủy diệt. Trước kia làm không được, bởi vì năng lượng hủy diệt quá ít, chỉ có thể bao khỏa tại một nắm đấm lên, hiện tại hai nắm đấm miễn cưỡng có thể. Làm năng lượng hủy diệt lộ ra về sau, chỉ thấy Lưu Mạnh Lâm năm người thế mà đồng thời lui về phía sau một bước, mặt cương thi lên đều là lộ ra rõ ràng vẻ kiêng dè, càng có mãnh liệt chán ghét. Không chỉ đám bọn họ, trong thông đạo âm hồn cũng rất giống bị chọc giận, trở nên không gì sánh được đến táo bạo. Nếu không phải lực lượng nào đó đưa bọn họ trói buộc, đoán chừng bọn nó hoặc là hướng về Lăng Hàn giết tới, hoặc là chính là chạy sạch sẽ. A, năng lượng hủy diệt có thể khắc chế âm hồn. Lăng Hàn trong lòng hơi động, thân hình lại là không chút do dự giết ra ngoài. Hắn đấm ra một quyền, Lưu Mạnh Lâm năm người đều là không dám đón đỡ, vội vàng lui ra phía sau. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, đã là đuổi kịp Trương Ý Viễn, cũng xuất ra một quyền. Trương Ý Viễn không thể không ngăn cản, hắn đáp trả một quyền của Lăng Hàn. Bành! Nắm đấm hai người va chạm với nhau, thân thể người nào cũng chấn động, đây là phân cao thấp bằng sức mạnh. Thân thể, nhưng năng lượng hủy diệt lại là thông qua nắm đấm của Trương Ý Viễn lan khắp thân thể, chỉ trong nháy mắt đốt cháy toàn thân của hắn. Tốc độ nhanh chóng giống như thoa sáp khắp toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, Trương Ý Viễn đã biến thành tro tàn, âm hồn tiến vào thân thể hắn hoảng hốt chạy ra ngoài. Nhưng vô dụng, nó đã bị dính lửa, không ngừng phát ra tiếng gào thét bằng thần thức, bản thân vô cùng đau đớn. Qua một lúc sau,
nó đã hóa thành tro tàn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4257, Hào Quang Bổ Thân. Quả nhiên, năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế rất lớn với các âm hồn. Mặc dù bốn người Lưu Mạnh Lâm bị âm hồn mượn thi, mỗi người có gương mặt như cương thi, cũng chết lặng, nhưng bây giờ bọn chúng lại hoảng sợ. Chỉ nói về lực lượng, bọn chúng không kém gì Lăng Hàn, nhưng năng lượng màu đen của Lăng Hàn quá kinh khủng, có tác dụng khắc chế bọn chúng rất kinh người. Không thể đánh, bốn người đồng thời bỏ chạy. Lăng Hàn sẽ không thả bọn chúng rời đi, hắn phát động chỉ xích thiên nhai đuổi kịp một người, hắn xuất ra một quyền, sau đó lại không nhìn. Hắn lại đuổi theo người thứ hai, hắn xuất bốn quyền liên tục thì dừng lại, đám người Lưu Mạnh Lâm bị đốt hầu như không còn, bốn âm hồn cũng như thế. Đại Hắc Cẩu lè lưỡi, may mắn nó không có lòng tham nhảy tới phía trước, nếu không, nó hiện tại cũng biến thành con chó âm hồn. Lăng Hàn nhanh chân đi vào trong thông đạo, đám âm hồn còn lại lui về phía sau, chúng đè ép lẫn nhau, hiển nhiên cực kỳ e ngại Lăng Hàn. Không phải e ngại hắn, mà là e ngại năng lượng hủy diệt. Lăng Hàn không ngừng tiến lên, những âm hồn kia không ngừng lui lại, hiển nhiên e ngại tới mức tận cùng. Lúc Lăng Hàn sắp đi tới cuối thông đạo, những âm hồn kia lui không thể lui, hoàn toàn gộp lại làm một. Bọn nó không ngừng phát ra tiếng, rít bằng thần thức, dường như đang cảnh cáo Lăng Hàn đừng tới gần, nếu không, bọn nó không tiếc liều cá chết lưới rách. Lăng Hàn không quan tâm, hắn tiếp tục tiến lên. Cảnh tượng kinh người xuất hiện, những âm hồn kia bắt đầu tự giết lẫn nhau, bị sợ choáng váng. Sau khi mấy âm hồn chém giết nhau, ánh sáng cấu thành thân thể bọn chúng bị âm hồn khác hấp thu, những âm hồn kia cũng lớn lên. Lăng Hàn kinh ngạc, mặc dù chúng tự giết lẫn nhau nhưng cũng là một loại thủ đoạn tự cứu, thôn phệ đồng bạn lớn mạnh bản thân, cuối cùng đạt tới trình độ có thể ngăn cản Lăng Hàn. Giết! Lăng Hàn không có tâm tình nhìn chúng lớn mạnh tới mức có thể chống lại mình, hắn xông lên phía trước, hắn vung hai quyền, năng lượng hủy diệt bao phủ hai tay. Âm hồn tiêu vong với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau một phút đồng hồ, tất cả âm hồn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lăng Hàn nhanh chân đi ra khỏi thông đạo, hắn đưa tay cầm chuôi kiếm. Lúc này có một đạo ý niệm truyền tới. Lượng tin tức không ít, có công pháp cổ Dương Thiên Kinh chú đỉnh thiên, có tọa độ và phương pháp mở ra nơi kế tiếp, còn có nhận biết của cổ Dương Thánh Nhân về âm hồn. Ánh mắt Lăng Hàn chấn động, hắn đang tiếp thu tư liệu, cũng đang tiêu hóa. Mấy phút đồng hồ sau, hắn khoát tay, đến đây đi, không có nguy hiểm, Lăng Hàn nói. Đại Hắc Cẩu gào lên, nó xông tới nhổ thanh kiếm lên, đây là của Cẩu gia. Được được được, cho ngươi, Lăng Hàn cười nói. Hắn có hỗn độn cực lôi tháp, trong mắt hắn, pháp khí như vậy là cặn bã. Ta muốn bắt đầu tiếp dẫn hào quang, chuẩn bị xong chưa? Lăng Hàn nói, sau đó nói với Đại Hắc Cẩu, đầu tiên cầm thanh kiếm kia ra, ta cần dùng nó khống chế bí cảnh này. Đại Hắc Cẩu vô cùng hoài nghi, ngươi sẽ không phải muốn tham ô bảo bối của Cẩu gia đấy chứ? Hút! Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, Lăng Hàn cắm vào bảo kiếm, ý niệm thông qua bảo kiếm trải rộng toàn. Bộ bí cảnh, hắn giống như thần linh không gì không làm được. Ánh sáng màu xanh xuất hiện. Hiu hiu hiu, phía chân trời xuất hiện tia sáng màu xanh quấn quanh thân thể đám người nữ hoàng, hổ nữ. Đám người nữ hoàng đều vận chuyển cổ Dương Thiên Kinh, xèo, xèo, xèo. Một tia sáng bị bọn họ hấp thu, hòa thành lực lượng cực kỳ bản nguyên, gia tăng tu vi và lớn mạnh tiên cơ của bọn họ. Cẩu gia sắp đột phá. Cũng không lâu lắm, Đại Hắc Cẩu gào lên, lúc này khí tức của nó vô cùng mạnh mẽ nhưng không ổn định. Nữ hoàng, hồ nữ cũng đã đạt tới trúc thiên cơ đỉnh phong, bắt đầu xung kích trúc cực cơ. Lăng Hàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tu vi nữ hoàng các nàng hiện tại tương đối kém, hắn muốn gia tăng cảnh giới của các nàng trước. Nữ hoàng, Đại Hắc Cẩu không khó đột phá trúc cực cơ, chỉ tốn gần nửa ngày là có thể đột phá, Lăng Hàn lại gọi ánh sáng tới cho bọn họ tu luyện. Nếu như có thể một hơi xông lên chú đỉnh, như vậy là tốt rồi. Nhưng ánh sáng này là đại bổ nhưng giống đan dược, cũng có trình độ bão hòa, qua nửa ngày, đám người nữ hoàng hấp thu ánh sáng cũng không thể gia tăng thực lực. Lúc này, Lăng Hàn mới ngồi xếp bằng xuống, hắn trùng tu cổ Dương Thiên Kinh chú đỉnh thiên, hắn hấp thu ánh sáng. Bí lực của hắn tinh khiết hơn trước, nếu không, cảnh giới của hắn sẽ yếu hơn lúc trước rất nhiều. Sau khi tất cả ánh sáng biến mất, tu vi của Lăng Hàn cũng tiếp cận thiên đỉnh đỉnh phong,
cái chân thứ ba kém một ít là hình thành. Lăng Hàn hết sức hài lòng, mặc dù cảnh giới tiến bộ không lớn, nhưng bí lực đã được chiết xuất tinh khiết hơn rất nhiều, chiến lực tăng lên không nhỏ. Đi, nên rời đi. Đại Hắc Cẩu vẫn chưa thỏa mãn, trong bí cảnh lại không có chỗ tốt nào khác. À, đây chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi, muốn có đại thu hoạch, cho dù thế nào cũng phải đến bí cảnh cuối cùng. Lăng Hàn nói, hiện tại chỉ là giai đoạn cổ dương thánh nhân kiểm, tra, cho nên có thể đạt được công pháp và ánh sáng gia trì, có thêm một thanh bảo kiếm đã là không tồi. Ai, thánh nhân keo kiệt, Đại Hắc Cẩu nhổ nước bọt. Đúng đấy, quá keo kiệt, Hồ Nữu cũng phụ họa nói. Đi, bọn họ ra khỏi bí cảnh, Lăng Hàn đã sớm xóa đi ký ức của tất cả người Lưu gia, trực tiếp đi tới đế đô. Lăng Hàn muốn tới gặp Hiên Viên Định Quốc trước, rốt cục gia hỏa này cũng bước vào trúc cơ, nhưng giới hạn ở thiên phú, có khả năng 200 năm nữa cũng khó đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn lưu lại một ít hóa cơ đan cho hắn, hy vọng có thể trợ giúp đối phương một chút sức lực, tương lai có cơ hội bước vào chú đỉnh. Sau đó, hắn lại đi thăm công chúa yêu tộc. Bích Tiêu công chúa vẫn lưu lại đế đô, sau khi nàng nhìn thấy Lăng Hàn thì chờ mong nói, ngươi muốn đi Cửu Dương Thánh Địa sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi lại. Ta đang lo không có cách nào đi, ngươi tới thật đúng lúc. Cũng phải, Bích Tiêu công chúa được Hầu Ca trợ giúp khôi phục huyết mạch, hiện tại xem như cũng có tiên thiên thần thể, phù hợp điều kiện của Cửu Dương Thánh Địa. Được, chúng ta cùng đi. Trên thiên hải tinh không có gì đáng lưu luyến, Lăng Hàn cũng không có đi gặp Trần Phong Viêm, hắn lớn hơn Hóa Linh Chân Quân một đời, gặp mặt chỉ làm đối phương xấu hổ, cho nên không gặp tốt hơn. Lăng Hàn bảo Đường Vân Nhi cầm phi toa ra, bọn họ quay về Nguyệt Hoa Tinh, chỗ đó có truyền tống trận, tốc độ cũng nhanh hơn phi toa rất nhiều. Một tháng sau, bọn họ đi tới Nguyệt Hoa Tinh, đám người Lâm Lạc đã sớm xuất phát, Lăng Hàn cũng không nhàn rỗi, hắn và đám người nữ hoàng bắt đầu gấp rút lên đường. Bọn họ liên tục ngồi 7 lần truyền tống trận, không thể không dừng lại và tìm nơi ở lại. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 4258, bố trí lôi đài. Mỗi lần sử dụng truyền tống trận đều tạo thành phụ tải nhất định lên thân thể, khoảng cách truyền tống càng xa, phụ tải sẽ càng lớn, tích lũy đến mức nhất định sẽ tạo thành tổn thương to lớn. Có người liên tục sử dụng 17 lần truyền tống trận, vào một lần cuối cùng đi ra ngoài, cả người đều bị không gian xé nát thành mảnh nhỏ. Cho nên, sau khi liên tục sử dụng mấy lần truyền tống trận, Lăng Hàn quyết định nghỉ ngơi, chờ khôi phục hoàn toàn mới lên đường lần nữa. Bọn họ ở lại nơi này vài ngày, sau đó tiếp tục lên đường. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau, bọn họ cũng đi tới Cửu Dương Tinh. Cửu Dương Tinh chính là tinh thể của Cửu Dương Thánh Địa, trước kia cũng không có tên này, nhưng Cửu Dương Thánh Nhân quá nổi danh. Lúc trước có danh xưng đệ nhất nhân trong tinh không, cho đến khi Lăng Thiên Tổ Vương thành tựu đế vị, hắn mới ủy khuất đứng ở vị trí thứ hai. Tính thời gian một chút, đây đã là chuyện trăm triệu năm trước. Trên đời này không có sinh linh bất hủ, mạnh như Tổ Vương cũng chỉ có thể sống trên ngàn vạn năm, Thánh Nhân chỉ có thọ nguyên trăm vạn năm. Hơn nữa đó là tình huống tính toán, trên thực tế không có ai sống lâu như vậy, trừ phi đạt được thánh dược. Lăng Hàn vô cùng cảm khái, Tổ Vương mạnh nhất cũng có thời điểm hao hết thọ nguyên, vô địch cả đời cũng có lúc kết thúc. Nói từ điểm này, có phải sống trong nguyên thế giới tốt hơn? Hắn bật cười, trừ phi thần thạch không hỏng, nguyên thế giới mới có thể tồn tại vĩnh viễn, một khi phá hư, tất cả sinh linh trong đó chỉ có con đường chết. Cho dù sống thêm được mấy kỷ nguyên, sinh tử còn phải xem thiên ý, vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình. Ý chí của Lăng Hàn rất kiên định, không lo được lo mất. Nữ hoàng, Hồ Nữu, Đại Hắc Cẩu đánh vào bài danh một vạn trong tinh võng, Bích Tiêu công chúa là tiên thiên thần thể, cho nên bọn họ chẳng khác gì trực tiếp cầm danh ngạch báo danh, chỉ cần đến lúc đó thông qua tinh võng xác nhận là được. Lăng Hàn lại không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được danh ngạch báo danh. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh nhau, đánh ra thanh danh hiển hách, Cửu Dương Thánh Địa tự nhiên sẽ đưa tư cách báo danh cho mình. Nói làm liền làm, Lăng Hàn rất phách lối kéo biểu ngữ cho võ đài, trên đó viết chú đỉnh đệ nhất cao thủ, từ đó nhiều người tức giận. Có ít người chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lăng Hàn chỉ loài người, cố ý hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng có ít người lại cảm thấy khó chịu đi lên khiêu chiến, tự nhiên bị thảm bại. Mấy ngày kế tiếp,
Lăng Hàn chưa bại một lần, tự nhiên thanh danh tăng lớn, cũng hấp dẫn những người có thực lực khiêu chiến. Nhưng cho dù ai khiêu chiến đều vô dụng, Lăng Hàn dễ dàng thủ thắng, thể hiện phong thái vô địch của mình. Thanh danh của hắn càng truyền đi càng xa, trên tinh võng bàn tán sôi nổi, có ít người hô hào cường giả bài danh trước một vạn chân sáp Lăng Hàn, sao có thể nhìn tiểu tử vô danh phách lối như thế. Rất nhanh, đã có một người hưởng ứng, muốn đi gặp gỡ Lăng Hàn. Người này tên là Lục Kiếm Vân, bài danh hơn 9.000 trên tinh võng, phi thường không tầm thường, đặt trên tinh thể nào cũng là cao thủ số 1 số 2, là cao thủ chân chính. Lục huynh xuất mã, ha ha, ngày tốt lành của tên kia sẽ chấm dứt. Lăng Hàn, xuất hiện từ đâu? Dường như là Nguyệt Hoa tinh đi. Cái gì? Là tinh thể chưa từng sinh ra thánh nhân? Đúng, chính là nhà quê ở loại địa phương nhỏ kia tới, cho rằng đánh thắng vài con A Miêu A Cẩu là vô địch. Ha ha, có năng lực thì lên tinh võng. Lúc nào đánh, đánh ở đâu, ta muốn đi tham gia náo nhiệt. Cùng đi cùng đi. Rất nhiều người biểu thị muốn xem cuộc chiến, Lục Kiếm Vân vô cùng hào phóng, nói cho mọi người thời gian, 3 ngày sau mới đi khiêu chiến, từ đó mọi người có thể tới quan sát. Đương nhiên, đây là nhắm vào người Cửu Dương tinh, còn ở góc khác của tinh không thì không có biện pháp. Nhưng không sao, khẳng định có người sẽ thông qua tinh võng xem trực tiếp. Lăng Hàn cũng nghe nói, hắn cười cười và không đặt việc này vào trong lòng. Thời gian 3 ngày trôi qua thật nhanh, Lăng Hàn kết thúc tu luyện và tiến lên lôi đài. Sắp đến giữa trưa, lúc này có rất nhiều tia sáng bay tới, nhìn kỹ, có rất nhiều người ngự khí bay tới. Hiu hiu hiu, một bóng người đáp xuống, sau đó như chúng tinh phủng nguyệt, tên nam tử trẻ tuổi cất bước tiến lên. Dáng người thon dài, sợi tóc đen bóng mượt, trên người tỏa ra thần quang khác lạ, bất cứ người nào cũng phải nhìn thêm vài lần. Lục Kiếm Vân tới, Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, mặc kệ người tới là ai, cho dù là Thủy Nhất, Vạn Đạo tới, hắn cũng không sợ đánh một trận. Đúng rồi, 3 tên mãnh nhân kia tới không? Ngươi chính là Lăng Hàn. Người trẻ tuổi cầm đầu đi lên lôi đài, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn nói, nếu ngươi không ngốc, ngươi không nên hỏi vấn đề thấp kém như vậy. Người tuổi trẻ kia biến sắc, nhưng hắn chưa lên tiếng, phía dưới đã có người gào lên. Đúng là quá phách lối, cho rằng mình là ai, dám nói với Lục huynh như vậy. Lục huynh bài danh 9.632 trong chú đỉnh cảnh. Ngươi sai rồi, đó là bài danh ngày hôm qua, hôm nay đã là 9.629. A, lại tiến bộ. Lục huynh tiền đồ vô lượng, bước vào bài danh trước một vạn còn có thể tăng lên vững vàng như thế. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Chờ sau khi tiến vào Cửu Dương Thánh Địa, bài danh của Lục huynh khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Lục Kiếm Vân hóa giận thành kiêu ngạo, có nghe hay không, hắn là tồn tại khó lường thế nào. Ngây ngốc làm gì, còn không xuất thủ. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ngươi tới làm pho tượng sao? Lục Kiếm Vân tức giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó giết tới gần Lăng Hàn. Hắn không nhịn được, mặc kệ hắn phong độ hay không phong độ, trang bức hay không trang. Bức, hắn hiện tại chỉ muốn giáo huấn Lăng Hàn một trận. Có thể bài danh trước một vạn trên tinh võng, thực lực Lục Kiếm Vân rất bất phàm, hắn phát động tiên thuật. Đỉnh đầu xuất hiện hư ảnh núi lớn, khi hắn giết tới, ngọn núi đánh thẳng về phía Lăng Hàn, vô cùng chân thật, giống như muốn đè nát hắn. Không có sử dụng pháp khí, hoàn toàn sử dụng thực lực bản thân. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn bất động, chờ đối phương đánh tới, hắn mới xuất quyền tấn công Lục Kiếm Vân. Một quyền này, hình dung như thế nào? Theo Lục Kiếm Vân, cảm giác giống như bị tinh thể nện trúng. Trước mặt một quyền này, hắn nhỏ bé như sâu kiến, vô cùng bất lực. Oanh, hắn trúng một quyền, Lục Kiếm Vân bị đánh bay ra ngoài, hắn ngã ra khỏi lôi đài. Âm thanh ủng hộ bên dưới im lặng, mỗi người đều sợ hãi ra đầu tê dại. Chỉ một quyền mà thôi, Lục Kiếm Vân đã bị đánh bại, thực lực chênh lệch lớn thế nào? T, người này cũng bài danh ít nhất 9.000 vị trí đầu trên tinh võng. Không sai, 1 vạn và 9.000, chênh lệch giống như trời và đất. Lăng Hàn đã mạnh như vậy, vì cái gì còn tổ chức lôi đài, trực tiếp có thể thu được danh ngạch báo danh. Ách, có lẽ là người ta cố ý trang bức. Các bạn vừa nghe xong tập 425 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn của tác giả Cô Đơn Địa Phi tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.